Kinh hoàng thoát Việt Cộng gặp hải tặc Thái Lan của tác giả Đỗ Quốc Anh Thư, do tôi trích đọc trong tập truyện ngắn Quê mẹ hận sầu do nhà xuất bản Lam Sơn xuất bản. Câu chuyện Kinh hoàng thoát Việt Cộng gặp hải tặc Thái Lan, bài 1. Lời tác giả. Câu chuyện kinh hoàng ở phía dưới được viết theo lời tường thuật của nạn nhân, bí danh là Thúy Hoa. Năm 1980, bà Thúy Hoa cùng gia đình đi vượt biển tị nạn Việt Cộng. Mặc dù hàng chục năm trời đã trôi qua, nhưng tất cả những nỗi gian nguy, đau thương, kinh hoàng, đắng cay trên hành trình tị nạn vẫn còn đậm nét trong ký ức của bà. Vì vậy, hồi cuối tháng 6 năm 2005, vết thương vượt biển trong lòng bà trỗi dậy khi đọc bản tin tượng đài tưởng niệm thuyền nhân tị nạn ở Bolobidong bị đột phá. Bà Thúy Hoa cảm thấy phẫn uất và xót xa cho thân nhân, bạn bè, đồng cảnh và hàng trăm ngàn thuyền nhân khác đã chết đắng cay trên đường vượt biển. Nếu không phải là Việt Cộng thì kẻ nào đã chủ mưu vừa gây áp lực ngoại giao vừa mua chuộc mấy kẻ cầm quyền ở Nam Dương, trong việc đục bỏ những hàng chữ tiếc thương trên tấm bia tưởng niệm thuyền nhân tị nạn ở Bolobidong. Nhưng tại sao Việt Cộng lại muốn chôn vùi di tích lịch sử của thuyền nhân vượt biển? Vì thảm trạng thuyền nhân liên tiếp diễn ra vô cùng đau thương trên biển Đông hơn 21 năm trời, từ 1975 tới 1996, là chứng cứ hồng hồng cho thấy trong thời Việt Cộng, dân chúng bị kiềm kẹp, đời sống lầm than, nghèo khổ quá nổi, nên từ Bắc chí Nam, ai cũng muốn liều mạng vượt biển để thoát khỏi gông cùm Việt Cộng. Nói cách khác, cuộc trưng cầu dân ý bằng chân của hàng triệu thuyền nhân đi vượt biển cho thấy sự thật, không hề có vấn đề Việt Cộng giải phóng miền Nam năm 1975 như lời chúng tuyên truyền lừa bịp. Ngược lại, chỉ có vấn đề Việt Cộng thi hành chỉ thị của Nga Tàu áp đặt ít nô lệ Mác Lênin từ Bắc vào Nam. Chính Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã trân tráo tuyên bố với đồng đảng năm 1976. Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, và chúng ta đã thành công trong việc cắm lá cờ quốc tế Mác Lê trên toàn cõi Việt Nam. Hiện, đó là cội nguồn gây ra muôn vàn khổ đau cho đồng bào Việt Nam, mà tai vạ hải tặc trên hành trình tị nạn chỉ là một hệ quả cụ thể và rõ ràng nhất. Trở lại câu chuyện kinh hoàng, ở phía dưới thì khi đọc xong, thế nào cũng có người thắc mắc, cơ may xảy ra như thế nào mà chúng tôi nhận được nguồn tư liệu trung thực về tai vạ hải tặc như vậy. Xin thưa, khởi nguồn, chuyện xảy ra ngoài dự kiến của chúng tôi. Vì bà Thúy Hoa, một độc giả xa lạ, khi đọc câu chuyện Con thằng hải tặc và cuốn truyện dài Nửa đường gãy cánh của chúng tôi thì xúc động đến độ không ngờ. Chính bà Thúy Hoa đã cho biết khi đọc hai tác phẩm ấy, bà đã khóc sướt mướt từ đầu đến cuối. Chắc hẳn vì mang trong lòng nỗi buồn nước mất nhà tan. Năm 1975, trong đó tai vạ hải tặc là trường hợp điển hình cho muôn vàn trường hợp khác, nên bà Thúy Hoa đã chạnh lòng sâu đậm. Sau đó, bà viết email thuật lại thảm trạng vượt biển gửi cho chúng tôi. Hiện, đó là nguồn tư liệu hiếm quý và niềm khích lệ giúp cho câu chuyện kinh hoàng thoát Việt Cộng gặp hải tặc Thái Lan được thành hình. Thiết tưởng, khi nhìn lại thảm trạng trong thời kỳ vượt biển tị nạn, chắc hẳn ai cũng thấy tai vạ hải tặc Thái Lan, cướp của, giết người, hãm hiếp và bắt cóc phụ nữ là tai vạ khủng khiếp nhất. Trong đó có khá đông nạn nhân, nhiều nhất là nữ giới, cho đó là chuyện riêng tư và cảm thấy tủi hổ, nên thông thường họ giữ kín. Hệ quả là tội ác của các hung thủ và bọn cưỡng dâm chìm vào dĩ vãng. Ngược lại, một số nạn nhân khác thì có tinh thần cởi mở. Họ đã mạnh dạn thuộc lại với thân nhân và bạn hữu,
hay viết hồi ký đăng trên báo, vì họ có ý thức đúng đắn. Tai vạ hải tặc tương tự như tai vạ bị kẻ cướp hay du đảng hành hung, chẳng có gì để cảm thấy tủi hổ. Quan điểm này tương tự như quan điểm của đa số phụ nữ Âu Mỹ. Họ là những nạn nhân trong các vụ cưỡng dâm, nên họ đã thẳng thắn thuật lại sự việc với FBI và cảnh sát để truy lùng thủ phạm. Nhiều nạn nhân còn mạnh dạn xuất hiện trước công chúng, như độc giả thường thấy trên màn ảnh TV. Tuy nhiên, câu chuyện kinh hoàng này liên quan đến nhiều nạn nhân, mà mỗi người một ý, nên khi viết lại, buộc lòng chúng tôi phải đặt các nạn nhân trong tình trạng ẩn danh. Có nghĩa là phần căn cứ của các nạn nhân, chúng tôi không tiết lộ. Chúng tôi không được tiết lộ. Thay vì tên thật, chúng tôi dùng bí danh. Thế nhưng, câu chuyện kể trên vẫn là biểu tượng cho muôn vàn trường hợp kinh hoàng, bi thương và gay đắng trên hành trình tị nạn Việt Cộng sau ngày quốc hành 30 tháng 4 1975. Khẳng định rằng, khi phổ biến câu chuyện này, chúng tôi không có chủ ý khơi lại đau thương, không có chủ ý khơi lại hận thù. Chúng tôi chỉ muốn góp phần vào việc nêu lên sự thật về thảm trạng thuyền nhân Việt Nam. Đây cũng là ước muốn của bà Thúy Hoa, vì bà là nạn nhân vô cùng đau thương, nên bà muốn thuật lại thảm cảnh xảy ra, vừa để tâm sự với độc giả, vừa để cung cấp thêm chứng tích lịch sử thuyền nhân Việt Nam tị nạn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ mưu chôn vùi sự thật. Mặc dù đứng tên là tác giả, nhưng chúng tôi không là kẻ sáng tác câu chuyện này. Vì lẽ, việc làm của chúng tôi là hệ thống hóa tư liệu hiện hữu, do nạn nhân là bà Thúy Hoa thuật lại, bao gồm việc trình bày xếp đặt câu chuyện cho mạch lạc, nhất là diễn tả sự kiện và sửa chữa lời văn cho dễ hiểu. Bước sang phần tưởng niệm thuyền nhân, khi thuật lại câu chuyện kinh hoàng này, chúng tôi muốn thắp lên nén hương lòng để tưởng nhớ hai người bạn chí thân là PDV và NKS cùng hàng trăm ngàn thuyền nhân khác sau khi thoát khỏi thảm họa Việt Cộng thì gặp tai vạ nơi biển cả. Người thì chết dưới lòng đại dương, kẻ thì sa vào thảm cảnh gia đình tan nát. Vì vậy, chúng tôi không thể nào ngăn được nước mắt khi nhớ đến mấy vần thơ khóc bạn của cụ Nguyễn Khuyến mà bạn PDV đã nêu lên trong lá thư vĩnh biệt, viết gửi cho chúng tôi chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi về cõi vĩnh hằng. Trụ ngôn không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, viết đưa ai, ai biết mà đưa. Dường kia treo nhẫn hững hờ, đằng kia gậy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn. Đỗ Quất, Anh Thư. Thúy Hoa vừa là con út, vừa là cô gái duy nhất trong gia đình Nguyễn Phúc ở tỉnh Long Xuyên. Hồi thơ ấu, Thúy Hoa được ba má và bốn người anh chăm sóc, chiều chuộng nhất nhà. Thúy Hoa còn nhớ hai bên họ nội và họ ngoại, có lẽ vì cảm tính hơn là sự thật, ai cũng khen Thúy Hoa có vẻ đẹp dịu hiền và dễ thương. Đầu năm 1974, Thúy Hoa lập gia đình, lần lượt hai cháu Cường và Hằng ra chào đời. Cả nhà vui mừng. Ba má Thúy Hoa thường xuyên đến thăm và phụ giúp Thúy Hoa chăm sóc hai cháu bé. Còn ông xã của Thúy Hoa, trong gia đình thường gọi là anh ba, nhiều lần ngắm hai cháu bé kháu khỉnh thì vừa cười vừa nói với Thúy Hoa: "Hè, ở hiền gặp lành nên mình được diễm phúc." Thật ra, ai làm việc với anh ba ở viện đại học Hòa Hảo đều biết bản tính anh hiền hòa và thường hay nhún nhường với bạn hữu. Thế nhưng, khi gặp nghịch cảnh, anh phản kháng quyết liệt. Nhiều khi anh còn liều lĩnh bất chấp hậu quả xảy ra. Chẳng thấy mà hồi tháng 7 năm 1975, anh ba bị Việt Cộng bắt giam hơn 2 năm trời. Chuyện bất hạnh xảy ra chỉ vì nhiều lần bọn công an Việt Cộng lộng hành, tác yêu tác quái trong khu phố. Chúng làm cho gia đình Thúy Hoa cùng dân cư ở đây khốn khổ, nên anh ba chịu không nổi,
Mấy lần anh đã lớn tiếng cãi lý với chúng, để rồi chúng buộc tội là chống lại nhân viên công lực. Quả thật là họa vô đơn chí. Trong lúc anh ba bị đày đọa trong ngục tù cải tạo, thì ở nhà, gia đình Thúy Hoa bị Việt Cộng đánh tư sản. Thế là cơ nghiệp bị Việt Cộng cướp trắng tay. Đa số giới phụ nữ như Thúy Hoa, ngoài việc dạy học chỉ biết lo việc nội trợ, mà cũng bị bọn công an Việt Cộng theo dõi, hạch hỏi, hăm dọa, hoặc sách nhiễu đủ điều. Ngay cả trẻ thơ theo học lớp mẫu giáo cũng phải kê khai lý lịch của ông bà, cha mẹ. Hầu hết các em bị liệt kê vào gia đình tư sản, ngụy quân, ngụy quyền miền Nam. Không những thế, Việt Cộng còn kiểm soát dân chúng bằng sổ hộ khẩu. Bất cứ ai muốn mua thực phẩm hay vật dụng cần thiết đều phải có tem phiếu do Việt Cộng cấp phát. Có lẽ gia đình Thúy Hoa là gia đình nạn nhân khổ đau nhất tỉnh Long Xuyên. Vì vậy, sau hơn 5 năm, cả nhà Thúy Hoa đều bằng lòng chấp nhận gian nguy, liều mình đi vượt biển để thoát khỏi chế độ xuẩn động tàn ác bất nhân. Đến đầu tháng 4 năm 1980, cuộc vượt biển vừa sắp xếp xong thì không ngờ mẹ Thúy Hoa bị tai biến mạch máu não và qua đời sau đó 2 ngày. Hôm tang lễ cả nhà khóc nức nở, còn Thúy Hoa thì ngất xỉu khi chiếc quan tài hạ huyệt. Thế rồi, ngày tháng trôi qua, nỗi đau thương ấy thuyên giảm ít nhiều. Ngược lại, nỗi thống khổ trong ách cai trị Việt Cộng thì vẫn còn nguyên như cũ. Nên cuối tháng 10 năm 1980, gia đình Thúy Hoa phải liều mình vượt biển. Thúy Hoa còn nhớ, vào lúc xế chiều ngày biệt xứ, ba Thúy Hoa đến nhà để sửa soạn. Đợi đến đêm khuya thì tiễn Thúy Hoa và gia đình đi tị nạn. Hồi đó, giá vàng rất cao mà phải trả 15 cây vàng cho mỗi người vượt biển. Nên bà Thúy Hoa không đủ khả năng lo cho cả đại gia đình, tổng cộng hơn 20 người. Nhưng ông đã thương lượng trả cho chủ chiếc thuyền vượt biển là chú Hùng, em họ cổ ba, khoảng 90 cây vàng để giúp gia đình Thúy Hoa và hai người anh Thúy Hoa. Nhưng không ngờ, đến giờ cuối Thúy Hoa mới biết hai người anh của mình bị loại. Vì hai chỗ trên thuyền đã bị chiếm đoạt, ngay cả ba Thúy Hoa cũng không được báo tin trước. Vì bị lừa dối nên ông cảm thấy cay đắng, nhưng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông làm lơ chỉ vì muốn giữ an toàn cho Thúy Hoa, cô gái cưng duy nhất của ông, đã chịu muôn vàn khổ đau sau thảm họa Việt Cộng năm 1975. Sau khi thoát khỏi đoạn đường sơ khởi từ nhà đến điểm hẹn, Thúy Hoa cùng gia đình đứng sát bụi cây bên bờ sông. Nơi đây, trời lờ mờ tối. Trong lòng hồi hộp, Thúy Hoa nhìn trước nhìn sau, xem có công an Việt Cộng hay không. Vì kinh nghiệm cho thấy, hàng ngàn người đã bị chúng gài bẫy. Khi nạn nhân xa lưới thì chúng ập đến điểm hẹn, bắt giam. Sợ hãi không kém là trường hợp gặp công an Việt Cộng đi tuần tra. Làm sao mà gia đình Thúy Hoa thoát khỏi tội vượt biển? Vì giữa đêm, vợ chồng Thúy Hoa dẫn hai đứa trẻ thơ đến bờ sông để làm gì, nếu không phải là đến nơi hẹn để lên thuyền đi tị nạn. Mặc dù trong lòng lo sợ triền miên, nhưng nhìn dòng sông ly biệt, Thúy Hoa buồn rũ rượi. Thật ra thì cả tháng qua, đêm nào Thúy Hoa cũng thức giấc, rồi buồn không tả, không sao ngủ lại được nữa. Kể từ khi chuẩn bị cuộc vượt biển, nhiều ý tưởng bi thảm cứ luôn phiên hiện ra trong tâm trí ám ảnh Thúy Hoa. Cầu trời cho thoát nạn, thoát được tất cả tai vạ hiểm nguy. Nếu còn sống sót thì biết đến khi nào mình mới về thăm quê hương, gặp lại anh chị hai và những người thân yêu khác. Trong lúc tâm trí Thúy Hoa đang quay cuồng với buồn thảm và lo sợ, thì ba Thúy Hoa bước tới gần. Ông ôm hôn hai cháu cưng nhất của ông là Cường 5 tuổi và Hằng 4 tuổi, và dặn dò anh ba đôi lời trước khi chia tay. Nhìn thấy Thúy Hoa sụt sùi khóc, ông âu yếm ôm Thúy Hoa như hồi Thúy Hoa còn thơ ấu. Con đi bình an ngang con, khi đến được trại tị nạn báo tin cho ba nha. Dù cuộc sống khó khăn thế nào, con cũng ráng mà sống, chăm lo cho chồng con, cố gắng dạy dỗ hai đứa bé nên người ngang con,
Cả gia đình Nguyễn Phúc nhà mình chỉ có một mình con ở nơi xứ lạ. Lúc nào ba cũng thương con nhất nhà. Nhưng à, nếu lỡ không may mà gặp tai và hải tặc hay à, con chết vì gió bão thì thôi, ba cũng phải chịu. Ba chỉ còn biết ngày đêm lau nước mắt cầu nguyện cho con. Nói chưa hết, ông đã ngạn lời. Ngưng trong giây lát, ông cố gắng lấy lại bình tĩnh được phần nào. Nhưng rồi ông lại méo máu, vừa khóc vừa nói. Thủy Hòa ơi, ba sinh ra con mà ba không ở bên con để bảo vệ cho con được. Lời than khóc đau thương ấy cũng là lời ông đã nói trước đây khi biết Thúy Hoa gặp tai vạ hôm đi thăm nuôi chồng, bị đày ải trong ngục tù cải tạo. Nay ông lặp lại lần nữa, nhưng lần này Thúy Hoa nghe giọng nói thảm thiết hơn, hẳn là lời trối trăng trước khi hai cha con vĩnh biệt. Sau đó, ông ôm Thúy Hoa lần cuối, ông hôn lên má, hôn lên tóc và lau nước mắt cho Thúy Hoa. Làm xong, ông lặng lẽ quay về phía sau đẩy ra khỏi khu dòng sông ly biệt. Toàn thân Thúy Hoa lạnh ngắt. Thúy Hoa vừa nuốt nước mắt, vừa đứng nhìn theo bóng cha già khuất dần trong đêm tối. Không lâu sau, chiếc thuyền vượt biển đến đón gia đình Thúy Hoa như đã hẹn. Sau khi anh ba, bồng cháu Cường và Thúy Hoa ẵm cháu Hằng bước chân lên thuyền thì anh tài công cho con thuyền chạy về phía biển đông. Lờ mờ trong bóng đêm, Thúy Hoa thấy con thuyền đông nghẹt người, bất kể chỗ cao hay chỗ thấp, nơi nào cũng có người đứng, người ngồi hoặc nằm sát bên nhau tựa như cá hộp. Ở phía cuối con thuyền, Thúy Hoa ngồi co ro bên cạnh anh ba và hai đứa con thơ. Thân phận phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao Thúy Hoa tránh khỏi sợ hãi khi liều mình đi vượt biển. Cả tuần lễ nay, không biết bao nhiêu lần, tâm trí Thúy Hoa cứ xoay quanh thảm cảnh đoạn trường, rất dễ dàng xảy ra trên hành trình tị nạn. Nếu cả hai vợ chồng chết dưới đáy biển hoặc mình bị hải tặc bắt mang đi, nếu hai đứa con mình còn sống sót thì chúng sẽ bơ vơ. Còn lỡ mình sa vào tay hải tặc, hiển nhiên là tai vạ. Nhưng liệu anh ba có lòng hào hiệp, có tinh thần phóng khoáng như đa số đàn ông bên Âu Mỹ, vẫn xem mình như xưa? Hay ngược lại, sau tai vạ, Thúy Hoa còn gánh chịu thêm hệ quả đau thương hơn, vì quan niệm hẹp hòi, nhỏ nhen về tiết hạnh, quá khắt khe với phụ nữ, thì ắt hẳn gia đình sẽ tan nát. Nhưng cuối cùng, Thúy Hoa vẫn tin tưởng chồng mình là người hiểu biết, thương yêu vợ con thì không bao giờ có quan điểm cổ hủ như vậy. Thúy Hoa lo nghĩ liên miên với nhiều nỗi bi thương như vậy. Nửa tiếng rồi lại cả tiếng đồng hồ trôi qua, con thuyền vẫn tiếp tục chạy. Tiếng máy nổ hòa với tiếng gió hú, lúc trầm lúc bổng giữa đêm khuya, khiến Thúy Hoa nghe như tiếng kêu gào của oan hồn thuyền nhân tị nạn đang lãng vãng trên dòng sông này. Mặc dù có nhiều người ở bên cạnh, nhưng Thúy Hoa sợ đến nỗi rợn tóc gáy, nhất là lúc nhớ lại con thuyền vượt biển do anh chị hai kể lại thì toàn thân Thúy Hoa nổi da gà. Đêm hôm ấy, chiếc thuyền chở khoảng 50 người, trong đó có gia đình anh chị hai, gặp tàu tuần tra của công an Việt Cộng. Sau khi chúng chiếu đèn sáng trói vào chiếc thuyền thì súng nổ, người chết. Thay rồi công an nhảy qua chiếc thuyền, bắt tất cả những người còn sống sót, cướp đoạt hành lý, vàng bạc, nữ trang, vật liệu trên thuyền và vớt xác người chết xuống sông. Ấn tượng bi thảm ấy tiếp tục áp ảnh Thúy Hoa. Tình cờ trong lúc ấy có tiếng nói rì rầm ở phía trước khiến Thúy Hoa càng thêm sợ hãi. Trong kia có ánh đèn. À, ánh đèn sáng hơn lúc trước. Có lẽ là tàu của bọn công an tuần tra. Vừa nghe xong, Thúy Hoa quýnh quán chân tay run lẩy bẩy. Mấy hôm trước Thúy Hoa đã bi quan nghĩ đến tai vạ rất có thể xảy ra. Nếu hai vợ chồng mà bị Việt Cộng bắt giam thì ai trông coi hai đứa con thơ dại? Hy vọng chúng ta cho đàn bà có con nhỏ. Hoặc là chúng giam luôn cả nhà, giam cả mẹ lẫn con không chừng. Thế nhưng, chỉ 10 phút sau thì có tiếng reo vui từ phía mũi thuyền vọng lại. Ây, nó đi rồi, đi về hướng trái. À đúng rồi, nó đi xa, không phải tàu công an. Thật ra Thúy Hoa chỉ thoáng vui trong giây lát,
vì Thúy Hoa biết mình thoát khỏi Việt Cộng, không có nghĩa là đã đạt được tự do no ấm. Hành trình vượt biển còn dài, dài lê thê và đầy dẫy gian nguy. Nào là gió bão, nào là đói khát, nào là tai vạ hải tặc, cướp của giết người, hãm hiếp phụ nữ. Khi Thúy Hoa ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài, thì thấy ánh sáng lờ mờ ở nơi chân trời xa thẳm. Sau đó không lâu, trời bừng sáng. Nhìn chung quanh, nơi nào Thúy Hoa cũng thấy nước biển mênh mông, nước biển xanh biếc và sóng bạc đầu nhấp nhô. Còn bao lâu nữa thì đến hải vận quốc tế, chắc là khoảng 23 tiếng đồng hồ nữa là nhiều. Trong lúc Thúy Hoa đang hoang mang, lo sợ không biết con thuyền sẽ đi về đâu, thì có tiếng gọi. Cô Thúy Hoa! Nhìn về phía trước, Thúy Hoa ngạc nhiên thấy bé Huyền, cô học trò ngoan hiền. Thúy Hoa quý mến nhất trong lớp, đang ngồi bên cạnh cha mẹ là ông bà Đức ở giữa chiếc thuyền. Hóa ra từ đêm hôm qua, Thúy Hoa và bé Huyền cùng ở trên chiếc thuyền này, mà đến bây giờ mới nhìn thấy nhau. Thế là bé Huyền hấp tập, đến gặp Thúy Hoa, hai người thăm hỏi nhau và đều sợ hãi như nhau. Không hiểu sao từ lúc gặp bé Huyền, Thúy Hoa cảm thấy như mình chọc được nguồn an ủi. Thoáng qua trong giây phút, Thúy Hoa không còn lo sợ ưu phiền như trước nữa. Nhớ lại hôm gặp ông bà Đức dẫn bé Huyền đi chợ Tết năm nào. Trong khi nói chuyện, ông bà Đức cho hay, hai vợ chồng bà hiếm muộn. Bé Huyền là đứa con duy nhất của hai người, nên từ khi sinh ra, cô bé được ba má thương yêu chiều chuộng và chăm sóc hết lòng. Đáp lại, bé Huyền rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng vâng lời cha mẹ. Đặc điểm của cô bé là đôi mắt bồ câu, khi cười thì ánh mắt cũng cười theo. Nhiều người như Thúy Hoa đã từng khen bé Huyền, cười đẹp như ánh hoa đào lúc mới nở. Nhưng ngồi trên chiếc thuyền này, làm sao bé Huyền tươi cười được nữa? Để lấn át nỗi sợ hãi, bé Huyền ngồi sát bên cạnh Thúy Hoa. Hai người trì trầm tâm sự với nhau thì may ra mới có thể bớt được sợ hãi lo âu. Dù sao, mỗi lần nhìn đôi mắt trong sáng, đậm nét ngây thơ của bé Huyền, Thúy Hoa lại cảm thấy xót xa. Nếu gặp bọn hải tặc, ai trên chiếc thuyền này tránh khỏi tai vạ? Sự thật thì Thúy Hoa vừa xót xa cho cô bé, vừa xót xa cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, thân phận Thúy Hoa thì dù sao đã có chồng, đã có con. Ngược lại, bé Huyền mới 14 tuổi, tuổi học trò, tâm hồn trong trắng như trang giấy, mà bị hải tặc giày xéo, thì còn gì cay đắng, còn gì đau thương hơn. Thêm lần nữa, mấy chuyện bi thương trên hành trình tị nạn mà Du Lượng ở Long Xuyên bàn tán xôn xao trước đây, dồn dập sống lại trong ký ức của Thúy Hoa. Bọn hải tặc Thái Lan có súng, có búa hay dao găm. Khi chúng tấn công nơi nào trên thuyền thì nạn nhân nơi ấy la khóc, kêu gào ầm ĩ. Chúng đánh đập cướp đoạt vàng bạc và nữ trang của thuyền nhân. Nhiều cô gái bị chúng xé quần xé áo hãm hiếp ngay trước mặt các thuyền nhân khác. Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng lại còn bắt mấy cô trẻ đẹp mang đi bán cho mấy ổ mại dâm. Người nào mà can đảm bênh vực nạn nhân thì chúng dùng búa đập bể đầu rồi quan sát xuống biển. Mỗi lần nhớ đến những thảm cảnh như vậy, hai bàn tay Thúy Hoa lại run sợ. Thế vậy, bé Huyền hỏi, cô sợ hãi chuyện gì vậy hả cô? Chẳng lẽ Thúy Hoa kể lại cho bé Huyền biết nỗi bi thương ấy? Đang đe dọa Thúy Hoa và bé Huyền nên Thúy Hoa đành nói lảng sang chuyện khác. Cô nhớ nhà quá, nhớ anh chị hai, nhất là ba của cô. Năm nay ông đã ngoài 70 rồi, chắc là đến khi nhắm mắt hai cha con không còn gặp nhau nữa. Bé Huyền thương cảm rồi ngẹn ngào nói với Thúy Hoa. Em cũng nhớ ông nội bà ngoại của em. Hôm em đến chào tạm biệt ông nội rồi bà ngoại của em đều khóc sướt mướt. Em đau lòng chịu không nổi nữa. Em bật khóc như đứa trẻ lên ba. Ông nội và bà ngoại đều già yếu. Chắc hẳn không bao giờ em gặp lại nữa. Lúc bé Huyền vừa hết lời, Thúy Hoa kéo cô bé ôm vào lòng. Hai cháu bé thấy mẹ nó âu yếm người khác thì tỏ ra không hài lòng. Lần lượt chúng kéo tay Thúy Hoa rồi xen vào, ngồi ở giữa Thúy Hoa và bé Huyền.
Thế rồi sau hai ngày, may mắn hiếm hoi, không gặp tàu hải tặc, không gặp gió bão, nên mọi việc bình an. Đến buổi trưa ngày thứ ba thì gió biển thổi mạnh, sóng biển dâng cao. Ngồi trên chiếc thuyền, lúc vọt lên cao, lúc tụt xuống thấp, nhiều lúc Thúy Hoa toát mồ hôi, tưởng là con thuyền sắp bị lật úp đến nơi. May mà Thúy Hoa đã uống thuốc ngừa say sóng, nên không bị ói mửa như nhiều người khác. Nhìn chung quanh, Thúy Hoa thấy người thì kiệt sức, nằm im lìm như xác chết. Kẻ thì mệt mỏi, chán nản, ngồi ủ rũ nơi chỗ khuất trên thuyền. Bất ngờ, Thúy Hoa nghe có tiếng rì rầm. Nhìn phía trái kìa, ở chân trời thấy không? Có cái gì đen thui to bằng nắm tay. Hình như nó đang di chuyển tiến về phía mình. Nhanh như cắt, người nọ nói với người kia, làm cả thuyền rúng động. Chỉ khoảng 20 phút sau, Thúy Hoa nghe có tiếng nói lớn với giọng hoảng hốt. Chết mẹ rồi, gặp hải tặc, tàu hải tặc Thái Lan đến. Thế là tất cả phụ nữ không ai bảo ai. Người thì tìm nơi ẩn nấp. Người thì lấy bùn đất bôi vào quần áo, bôi vào mặt với hy vọng thoát khỏi tai vạ cưỡng dâm. Mặc dù hai bàn tay run run, nhưng Thúy Hoa vẫn cố gắng lấy dầu máy bẩn bôi vào người. Trong khi đó anh ba đứng bên cạnh, phụ giúp Thúy Hoa ngụy trang và trông coi hai cháu bé. Lúc Thúy Hoa bôi nhỏ xong thì anh ba nắm tay dẫn Thúy Hoa đến chỗ lẩn trốn. Thoáng qua Thúy Hoa lo sợ cho bé Huyền, nhưng Thúy Hoa lại nghĩ. Cô bé đã có ông bà Đức chăm sóc, và lại bé Huyền thừa thông minh, thừa hiểu việc ngăn ngừa tai họa. 5 phút, 10 phút, rồi lại 10 phút nữa trôi qua. Người thì lẩm bẩm, đọc kinh, nguyện cầu cho tai qua nạn khỏi. Kẻ thì ngồi co ro, đợi chờ hải tặc đến, vì không có một tấc sắt trong tay. Ai dám liều mạng chống lại bọn ác ôn côn đồ, có súng hay dao găm, mã tấu. Trong lúc sợ hãi đến ngọt thở, hai bàn tay Thúy Nga trung lẩy bẩy thì có tiếng gió hú hòa với tiếng lạ, ù ù ù ù, mỗi lúc một lớn. Thúy Hoa đón nhận chiếc tàu của hải tặc đã đến gần. Thúy Hoa bèn nhắm mắt, nằm im lìm như xác chết ở đáy thuyền. Thế nhưng trong thâm tâm, Thúy Hoa vẫn âm thầm cầu trời khấn Phật cho thoát khỏi tai họa. Nỗi sợ hãi càng kéo dài, Thúy Hoa càng hồi hộp, tim đập thình thịch. Hai bàn tay trung lẩy bẩy. Mấy chuyện kinh hoàng trên đường vượt biển mà Thúy Hoa đọc trên báo trước đây luân phiên ám ảnh Thúy Hoa. Có lúc Thúy Hoa toát mồ hôi, có lúc Thúy Hoa ngọt thở. Bọn hải tặc Thái Lan đen thui, vẻ mặt hung dữ, thằng thì cầm súng, thằng thì cầm dao, nhảy xuống thuyền vượt biển. Thế là tiếng kêu khóc, tiếng la hét ầm ĩ. Nhiều phụ nữ bị hãm hiếp ngay trước mặt chồng hay bên cạnh mấy đứa con thơ đang gào khóc thảm thương. Người nào mà nhảy vào bên thì chúng đập bể đầu quẳng xác xuống biển. Cảnh bi thảm trong tâm tưởng Thúy Hoa kéo dài như vậy, mãi đến lúc nghe tiếng anh ba gọi thì Thúy Hoa giật mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy chồng cô, Thúy Hoa mới hoàn hồn. Hai cháu bé ngây thơ lần lượt hỏi, má làm gì ở đây vậy? Má à, sao má lại sợ hãi tạc vậy? Thúy Hoa và anh ba gượng cười, nhìn hai cháu bé mà không biết giảng giải thế nào cho chúng hiểu rõ. Ngay sau đó, anh ba nắm tay, kéo Thúy Hoa đứng lên, biết Thúy Hoa thắc mắc, anh ba kể lại. Chiếc tàu hồi nãy là tàu của dân thuyền chài treo cờ Thái Lan. Họ cho tàu chạy song song sát với chiếc thuyền của mình. Hai ba người trên chiếc tàu ấy đứng vẫy tay và lớn tiếng gọi bằng tiếng Thái Lan. Nhiều thanh niên đứng trên thuyền tị nạn của mình không hiểu gì cả. Nhưng may mắn có người nhanh trí bèn chắp hai tay ra dấu cảm tạ. Thế là họ quẳng xuống thuyền của mình ba thùng plastic đựng nước ngọt rồi họ bỏ đi nơi khác. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ hai.